Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với CCA Channel và mình là Andy. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho anh em về cái kèo Retroactive Manta Network. Thì cái dự án này thì mình đã có share cho anh em cách đây khoảng 4 ngày và hiện tại thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng để các bạn có thể tham gia stake và nhận được cái box NFT đến từ dự án. Thì những bạn nào mà chưa xem cái video cũ thì các bạn có thể xem để các bạn có thể check được là cái ví của chúng ta có đủ điều kiện nhận box hay không để các bạn tham gia sớm. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng còn lại của chúng ta để chúng ta tham gia. Thì cái thời điểm 2 ngày trước mình làm một cái video update để trả lời cho anh em câu hỏi là còn tham gia được nữa không và cách để có thể check cái ví đủ điều kiện ấy. Đấy thì giá NFT là 1.300 đô trên một cái con NFT xịn nhất. Còn ở thời điểm hiện tại mình làm video này thì giá của cái NFT xịn nhất đó đã gần x2 rồi các bạn. Và mỗi con là đã lên tới là 0.9 ETH, tức là hơn 2.000 đô trên một con nhé. Hiện tại thì cái con NFT L33T này ấy, thì hôm trước thời điểm mình làm video cách đây 2 ngày thì giá nó chỉ khoảng hơn 1k thôi. Bây giờ thì đã lên 2k1 là gần x2. Và ngoài ra thì những cái NFT khác thì cũng có cái mức độ tăng trưởng, nó được đẩy giá lên rất là cao. Cái con NFT cùi nhất là con Tier 1 Backer này thì hôm trước mình làm video là 5 đô thì bây giờ tăng lên khoảng 7,5 đô. Đấy. Còn những cái con này thì giá nó cũng tăng nha, bởi vì hôm nay thì ở bên Manta nó đã công bố cái thông tin airdrop dựa trên cái NFT, cũng như là mình cũng sẽ hướng dẫn thêm cho anh em cách để chúng ta có thể kiếm thêm cái phần thưởng từ những cái từ cái việc mà chúng ta stake ở trên cái nền tảng Manta Network. Đó thì xin chúc mừng những anh em mà đang hold cái NFT, những anh em nào mà mở được ra những cái NFT hiếm và xịn nhá thì các bạn có thể là cân nhắc chốt lời. Đấy, còn không thì chúng ta cứ hold, biết đâu nhân phẩm nó lại đẩy thêm. Đấy, tuy nhiên thì hiện tại thì bên Manta Network họ đã công bố cái chính sách airdrop cũng như là cái phần phân bổ cái lượng token 50 triệu đô Manta, 50 triệu token Manta thì sẽ được phân bổ như thế nào. Thì nó vừa cập nhật ở trên Twitter cách đây khoảng 3 giờ và bên CCA thì cũng đã update cho anh em một cái post nhanh. Thì các bạn tổng quan đó ở trong cái post của nó đó là 30 triệu Manta thì sẽ dành cho tất cả holder NFT ở các cái loại từ 1 đến 6. Đấy thì những anh em nào mà cứ mở ra được NFT thì hôm sau các bạn sẽ được chia ở trong cái pool 30 triệu Manta này tùy theo cái độ hiếm NFT của các bạn. Tỷ lệ như thế nào ấy thì chi tiết thì hiện tại vẫn chưa có nha. Rồi, 15 triệu Manta thì sẽ dành cho holder the first modeler L2 NFT. Thì cái NFT này ấy, cái NFT the first này thì chúng ta sẽ ghép được từ 6 cái NFT mà các bạn mở được từ cái việc chúng ta mở cái lucky box ấy. Đấy thì cái NFT này thì tổng cung nó rất là thấp. Cái con The First này thì tổng cung của nó rất là thấp và chắc chắn là những anh em nào mà ghép được cái con này thì hôm sau chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều token. Rồi và 5 triệu Manta, trong đó thì sẽ có 4,2 triệu thì sẽ dành cho các cái dự án DeFi hỗ trợ Stone và hoặc là USDM trên Manta Pacific. Đấy và mang lại cho người dùng cái lợi ích mô hình mới. Đấy thì những anh em nào mà hôm trước chúng ta stake cái đồng ETH ở trên Manta, chúng ta breed ấy, thì các bạn sẽ nhận được cái đồng Stone này. Thì cái đồng Stone này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta có thể kiếm thêm cái lợi tức ở trên nền tảng DeFi của Manta. Cũng như là khi mà các bạn tham gia thì chúng ta cũng sẽ được chia thêm cái pool thưởng là 5 triệu Manta này nhá. Rồi còn cuối cùng là 800 Manta còn lại thì sẽ dành cho những cái người dùng sử dụng các cái ví đối tác. Thì đối với những anh em mà chúng ta sử dụng các cái ví như là ví OKX, ví Trust Wallet, Bitget hoặc là Bybit thì các bạn sử dụng những cái ví này để tương tác với các cái kèo Manta bao gồm có Stake này, rồi là Claim NFT các thứ. Các bạn sử dụng một trong các cái ví này thì chúng ta cũng sẽ có cơ hội được nhận một cái phần thưởng airdrop trong cái pool là 800k Manta này. Đó. Rồi và thì đấy là về tổng quan về cái thông tin phân bổ cái lượng token cho những cái anh em holder và những cái bạn mà có NFT. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta có thể là stake cái đồng Stone này để chúng ta nhận thêm cái phần thưởng. Thì đầu tiên các bạn sẽ cần phải truy cập vào cái đường link mình để ở phía dưới phần mô tả của video nhé. Thì cái đường link này thì sẽ dẫn cho các bạn đến cái trang Layer Bank. Cái trang Layer Bank này là một cái trang của Manta, manta.layerbank.finance. Thì
thì các bạn sẽ tiến hành connect với cái ví MetaMask của chúng ta ở cái mạng là Manta Pacific. Nếu như anh em chưa add mạng Manta vào thì nó sẽ đề xuất lên cho anh em luôn nhé. Thì chúng ta tiến hành là add vào cái ví của chúng ta đang sử dụng. Ở cái phần mục này thì các bạn nhớ là chúng ta chọn Manta nhé. Ở đây thì nó có 3 mạng là Linear, Scroll và Manta. Thì các bạn sẽ click chọn cho mình vào cái mạng là Manta V2. Rồi, và sau khi các bạn kết nối xong thì các bạn sẽ lướt xuống ở cái phần phía dưới. Chúng ta sẽ thấy ở cái phần Market này thì chúng ta thấy có một cái dòng dành cho Stone. Thì cái đồng Stone này thì hôm trước mình đã có nói ở cái video hướng dẫn cho các bạn stake ấy. Thì khi mà chúng ta stake thì chúng ta sẽ đổi được một cái lượng token là không tương đương với cái lượng ETH mà chúng ta đem đi stake ấy. Thì các bạn sẽ đổi được cái đồng Stone này. Thì đồng Stone này còn gọi là Liquid Staking Token. Và chúng ta sẽ có thể sử dụng nó để có thể restake một lần nữa ở trên cái nền tảng Layer Bank. Thì đây các bạn sẽ có thể nhập cái số lượng mà chúng ta muốn stake nha. Ở đây thì mình sẽ nhập max bởi vì là cái lượng này nếu như các bạn không đem đi stake thì chúng ta cũng sẽ cần phải đợi sau 69 ngày đúng không nhỉ? Thì chúng ta mới có thể là rút được. Đó thì thay vì các bạn để nguyên như vậy thì chúng ta một các bạn đem đi stake thì các bạn sẽ nhận được hai lợi ích. Một là chúng ta sẽ kiếm được thêm lợi nhuận từ cái đồng store này. Thứ hai là các bạn sẽ có cơ hội chúng ta được ăn chia cái pool là 4,2 triệu Manta. Đó, dành cho những cái dự án DeFi hỗ trợ Stone nhé. Thì những anh em nào mà đã tương tác ở trên các cái dự án DeFi của Manta thì chúng ta cũng sẽ có cơ hội được chia sẻ ở trong cái pool này. Rồi thì đây các bạn sẽ thấy là sau khi mà chúng ta nhập cái số lượng này thì ở đây nó sẽ hỏi là các bạn có muốn sử dụng cái đòn bẩy không? Thì cái này thì mình nghĩ là anh em thôi, chúng ta không tích vào đây nhé, các bạn để nguyên như thế này thôi. Đấy, sử dụng đòn bẩy thì cái này thì mình cũng không rõ lắm, nhưng có thể là nó sẽ ảnh hưởng bởi cái giá ETH thì nó có thể sẽ có cái rủi ro hơn. Đấy, mình thì sẽ để bình thường như thế này nhé, và chúng ta sẽ nhấp vào phần Approve Stone. Rồi, thì các bạn sẽ nhập ở cái số lượng đây là tối đa nhé, và sau đó chúng ta sẽ nhấp vào phần tiếp theo. Và các bạn sẽ cần phải trả một ít phí. Ở phần này thì các bạn sẽ đổi qua lệnh thị trường nhé. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào phần chấp thuận này. Chúng ta sẽ mất khoảng 0,17 đô tiền gas nha các bạn. Báo là giao dịch không thành công, mình sẽ thử lại nhé. Ok, thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị một ít cái phí gas bằng cái đồng ETH ở cái mạng Manta Pacific nha các bạn. Thì do là mình chưa đủ nên là mình sẽ qua mình và read một chút. Các bạn có thể sử dụng cái cầu Orbiter Finance để chúng ta sẽ cầu sang nha các bạn. Thì mình sẽ cầu là 0,001 Ethereum từ mạng Ethereum sang cái mạng Manta nhé. Các bạn chọn dưới này thì các bạn chọn Manta. Sau đó chúng ta sẽ nhấp vào Send và nhấp vào phần Confirm. Xác nhận. Sau khi read thành công thì các bạn quay lại mạng Manta, chúng ta thấy là tiền đã cộng vào rồi nhé. Thì là ok nhé. Chúng ta sẽ approve lại. Ok, và như vậy là mình đã thành công nhé, xác nhận giao dịch thành công. Lúc nãy báo lỗi là do thiếu phí các bạn nhé. Rồi lúc nãy chúng ta mới approve thôi, bây giờ thì các bạn cần phải supply một lần nữa nhé. Sau khi approve xong thì chúng ta sẽ nhấp vào phần supply này. Rồi chúng ta xác nhận ở trên ví MetaMask. Sau khi chúng ta supply thành công ấy thì cái số lượng Stone của các bạn nó sẽ bị khóa lại nhé. Và hôm sau để chúng ta có thể rút ra thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em luôn. Rồi và như vậy là chúng ta đã stake thành công. Các bạn sẽ có thể thấy được cái phần supply balance của chúng ta nhé. Đấy, cái phần này chính là cái số lượng Stone quy đổi ra đô tương đương. Và phần trăm mà chúng ta nhận được một năm sẽ là 0,14%. Rồi, và chúng ta sẽ vào lại ở cái phần là các bạn sẽ vào ở cái phần Stone lại cái phần này cho mình. Để rút các bạn sẽ vào phần Withdraw, sau đó chúng ta sẽ nhập cái số lượng muốn rút. Đây, chúng ta sẽ chọn Max để chúng ta rút ra hết nha. Và các bạn sẽ nhập vào phần là Withdraw All. Đấy, thì nó sẽ rút về lại cho các bạn. Thì sau 69 ngày thì chúng ta sẽ vào để các bạn rút cái đồng Stone này và chúng ta có thể quy đổi về ETH ở bên Manta Pacific nha các bạn. Đấy, còn với cái Stone này ấy, thì nó sẽ không bị giới hạn cái thời gian khóa, các bạn thích rút lúc nào cũng được nhé. Đấy, nhưng mà bây giờ nếu như mà các bạn rút cái đồng Stone này về thì chúng ta cũng không để làm gì cả. Bởi vì phải 69 ngày sau thì các bạn mới được rút ở bên phần Bridge, ở bên cái trang chủ của Manta.
Rồi, và cái tiền mà các bạn earn được ấy nó sẽ vào ở cái mục là pending reward này. Thì hôm sau chúng ta sẽ nhấp cái phần là start vesting để chúng ta có thể là thu hoạch cái số lượng phần thưởng mà chúng ta đang kiếm được ở đây nhá. Tổng quan thì các bạn sẽ chỉ thấy như thế thôi, rất là đơn giản. Các bạn chúng ta có thể vào chúng ta tương tác. Tương tự nếu như mà hôm trước anh em nào mà không stake ETH mà chúng ta stake USDC đấy, thì các bạn sẽ có cái đồng USDM và các bạn sẽ vào ở cái mục này để chúng ta stake tương tự, supply tương tự nhé.